Trấn Thành, Trường Giang cười mếu đối phó với hai anh người Nhật. Xuất hiện hai anh chàng người Nhật gây náo loạn thách thức danh hài mùa 4, làm Trấn Thành, Trường Giang đau đầu. Sau hai tập đầu nhận được nhiều hiệu ứng từ phía khán giả, thách thức danh hài mùa 4 tập 3 tiếp tục được lên sóng tuần này. Hai giám khảo Trấn Thành, Trường Giang và MC Tiến Luật lại có dịp đau đầu khi xuất hiện những thí sinh bá đạo. Đặc biệt tập này hứa hẹn gây sốt với sự xuất hiện của cô bán chè ghiền Tiến Luật nhưng lơ đẹp Trấn Thành. Ngoài ra, phần xuất hiện của hai anh chàng người Nhật Bản cũng khiến khán giả thích thú. Xuất hiện trong đêm thi, Trấn Thành, Trường Giang gây bất ngờ với trang phục nhân viên vệ sinh, cầm cây chổi quét đường trên tay. Bộ đôi gây sự với Tiến Luật và đòi quét nam MC ra khỏi sân khấu. Trường Giang đá đều Tiến Luật rằng những nhà hàng của anh có nguy cơ xả rác rất cao. Sau cùng, bộ ba muốn truyền đi thông điệp ngành nghề nào cũng cao quý và đều cần đến tiếng cười trong cuộc sống. Ngay từ tiết mục mở màn, khán giả sẽ có dịp cười lăn cười bò với hai thí sinh đến từ Nhật Bản là Shisuke và Kaiju. Họ đến Việt Nam sinh sống đã 2 năm. Hai thí sinh đặc biệt tiết lộ công việc là nghệ sĩ biểu diễn tại các lễ hội Nhật Bản ở Việt Nam. Cả hai tiết lộ đến với thách thức danh hài vì muốn trở nên nổi tiếng. Asin ngay lập tức sổ ngoại ngữ nhưng đành bẻ bàn khi thí sinh tỏ vẻ không hiểu. Chính vì khác biệt ngôn ngữ, nhiều tình huống dở khóc dở cười xảy ra khiến cả thí sinh lẫn ban giám khảo đều phải đau đầu. Cô gái Hà Trần Cẩm Vân đang học ở trung tâm giáo dục thường xuyên quận 8 là thí sinh tiếp theo chọc cười hai danh hài. Ở tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, Cẩm Vân bày tỏ niềm đam mê với hài vì cho rằng mình có sẵn độ khùng. Vì đam mê, chị Lương Thị Mậu, 28 tuổi, đã lặn lội từ vùng đất Lạng Sơn để đến với thách thức danh hài ở tận thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, chị còn bày tỏ mong ước lớn là được gặp thần tượng Trấn Thành và Trường Giang. Tiếp nối đêm thi là Võ Trần Quỳnh Như, cô sinh viên năm nhất khoa sư phạm trường Đại học Sài Gòn. Ở phần giới thiệu, cô nàng khoe độ điên của bản thân. Trái ngược với ngoại hình hiền lành, nữ sinh viên chuẩn bị kịch bản rất kỹ càng, ăn nói lưu loát và phong thái tự tin. Tiết mục thu hút nhiều sự chú ý của ban giám khảo và khán giả thuộc về cô bán chè Huỳnh Thị Kim Dung đến từ Củ Chi. Tuy đã có tuổi, nhưng ở cô toát ra sự tươi vui và hài hước. Cô Kim Dung liên tục nhận họ hàng với Tiến Luật, bày tỏ tao ghiền mày quá Luật ơi, khiến khán giả cười ngất. Trái ngược với tình cảm dành cho nam MC, cô bán chè lơ đẹp Trấn Thành khiến anh chỉ còn biết đau lòng. Theo trailer giới thiệu của chương trình, đây cũng là tập có thí sinh đoạt giải thưởng 100 triệu đồng và chưa biết ai trong số những thí sinh trên đã chinh phục được hai giám khảo. Đồ hiệu không thiếu, nhưng sao nhìn Trương Quỳnh Anh vẫn xến như mỹ nhân kiếm hiệp. Trương Quỳnh Anh sở hữu gu thời trang kém tinh tế và có phần xến xẩm. Xinh đẹp, tài năng và có một gia đình hạnh phúc khiến bao người ngưỡng mộ. Trương Quỳnh Anh chính là biểu tượng của người phụ nữ mà bao cô gái hằng mong ước được như thế. Thế nhưng, nữ diễn viên đình đám chưa bao giờ khiến người hâm mộ hài lòng về phong cách thời trang từ street style cho đến thảm đỏ danh giá mà cô tham dự. Trương Quỳnh Anh không phải là cái tên có sức hút khi nhắc đến gu thời trang đẹp và sành điệu của showbiz. Mặc dù bà mẹ một con luôn rất chỉnh chu và đầu tư khá nhiều vào loạt phụ kiện, váy áo đến từ các thương hiệu cao cấp nổi tiếng trên thế giới. Thế nhưng dường như hình ảnh của bà mẹ đình đám Trương Quỳnh Anh vẫn chưa tinh tế hay nói cách khác là khá xến xẩm. Thế nhưng cái đẹp trong thời trang rất rộng lớn và vô chừng. Có thể bạn thấy không đẹp, nhưng đối với Trương Quỳnh Anh, nó rất hợp với cô. Có chăng thì những bộ cánh này không vừa mắt số đông người hâm mộ mà thôi. Set đồ này của Trương Quỳnh Anh nổi bật nhất là chiếc túi MCM, nhưng dường như nó không hợp với tổng thể và có phần lạc lõng. Có lẽ vì hay bận rộn với công việc nên Trương Quỳnh Anh sắm rất nhiều túi xách có quai đeo và cô thường hay đeo túi chéo. Điển hình là chiếc túi màu đen của Gucci này. Mặc dù đây là túi hiệu đắt đỏ, nhưng outfit này rõ ràng không hề sang chút nào. Set đồ có vẻ khá khẩm nhất từ đầu đến giờ, nhưng giá như chiếc áo trễ vai được thay bằng một chiếc áo thun đơn giản, giày cao gót đổi sang sneaker, thì có phải trẻ trung và phù hợp để đi chơi với con trai hơn không? Không biết Trương Quỳnh Anh định diện set đồ hường đỏ này cùng chiếc túi Chanel xa xỉ đi đâu nhỉ? Đây rồi, cuối cùng cũng có một set đồ thể thao nhìn tạm ổn, nhưng nếu cô chọn một đôi tất thấp cổ hơn thì hoàn hảo. Cũng mũ barret, cùng áo khoác trễ vai sexy, nhưng nhìn cứ bị kiếm hiệp kiểu gì ấy. Lúc cần sang chảnh với túi xách xa hoa bậc nhất, thì lại không làm tới.
Chiếc kính mát khá hợp với màu của chân váy, thế nhưng những đồ khuôn ngầu mà bà xã của Tim lại chọn tông make up ngọt ngào và nhẹ nhàng như công chúa. Quỳnh Anh có vẻ rất thích xu hướng áo khoác hờ hững đầy sang chảnh, nhưng cách make up vẫn là không phù hợp, chỉ cần cột cao tóc lên, tổng thể sẽ khá ngay. Nhiều nghệ sĩ xót xa trước hoàn cảnh hiện tại của danh hài Duy Phương dù bị Lê Giang Tố đánh đập ném từ cầu thang xuống. Sau những chia sẻ gây nhiều tranh cãi, tên tuổi của Lê Giang được nhiều người biết đến hơn, còn chồng cũ bị chỉ trích khá nhiều vì đánh đập vợ cũ. Nhưng điều bất ngờ nhất là việc danh hài Duy Phương đang chật vật kiếm sống từng ngày để lo cho hai con nhỏ, cái kết của những nghệ sĩ ở tuổi xế chiều. Sau phút trải lòng của hai con nghệ sĩ Lê Giang, nhiều nghệ sĩ như Cát Phượng, Cát Tường, Hồng Vân và Minh Nhí đã gửi lời động viên. Các nghệ sĩ đều mong sự đổ vỡ từ cha mẹ sẽ không tổn thương đến con cái một lần nữa. Xen giữa những lời động viên là chia sẻ xót xa về hoàn cảnh hiện tại của nghệ sĩ Duy Phương. Nghệ sĩ Hà Linh, con trai cố nghệ sĩ Thanh Nga, gửi lời nhắn nhủ đến Lê Lộc. Ba em dạo này cũng rất vất vả đó em, vì hai đứa em của em nữa. Nghệ sĩ Lê Tính cũng thương Duy Phương đang sống chật vật ở tuổi xế chiều. Anh cho rằng, chuyện đã qua rồi, anh Phương bây giờ cũng rất khó khăn, phải bươn chải đủ nghề để sống và nuôi hai con nhỏ. Nghệ sĩ Lê Tính chia sẻ quan điểm cá nhân sau chương trình Sau Ánh Hào Quang mà khách mời là Lê Giang. Lê Giang đã nổi tiếng và ổn định, chuyện đã qua khơi lại thì người nổi tiếng cũng sẽ không nổi tiếng thêm. Người khổ thì có lẽ sẽ bị dư luận lên án nhiều hơn nữa. Đúng như lời bé Lộc, những người khó xử nhất vẫn là hai con. Ước gì những điều này đừng khơi lại nữa, nhất là trong thời điểm này. Lê Tính nghĩ khi chương trình phát sóng, dư luận sẽ hướng chỉ trích về phía nghệ sĩ Duy Phương. Điều đó không tốt cho bất kỳ ai trong cuộc. Cách đây ít giờ, MC Trấn Thành đã chia sẻ lại clip phỏng vấn Lê Giang trong chương trình. Anh mong khán giả hãy thương các nghệ sĩ tham gia trò chuyện. Không quên nhấn mạnh, đây chỉ là một góc ký ức nhỏ thôi, vì họ đã tha thứ cho nhau rồi. Phi Thanh Vân trả lời ứng xử quá giờ, bị cắt vẫn không chịu ngừng. Phi Thanh Vân tiếp tục vấp phải phản ứng trái chiều với phần trả lời ứng xử của cô tại cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt 2017. Sau thời gian chuẩn bị vào đầu tháng 12, cụ người mẫu Phi Thanh Vân lên đường sang Mỹ tham dự cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt 2017. Đây là cuộc thi dành cho các quý bà người Việt thành đạt trên toàn cầu. Trải qua 3 vòng thi trang phục áo dài, áo tắm và dạ hội, Phi Thanh Vân gây bất ngờ khi công bố đăng quang cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt được tổ chức tại tiểu bang Florida với sự tham gia của 20 thí sinh. Bên cạnh những ồn ào về quy mô cuộc thi, nữ hoàng giao kéo cũng khiến nhiều người thắc mắc về việc cô đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép hay chưa. Ngoài ra, Phi Thanh Vân vấp phải phản ứng trái chiều của khán giả với phần trả lời ứng xử của cô tại Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt 2017. Cụ thể, một clip đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ghi lại toàn bộ phần thi ứng xử của tân Hoa hậu Phi Thanh Vân. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cụ người mẫu không trả lời dài dòng lan man, hay thậm chí kể lại cuộc đời dù câu hỏi không liên quan. Hay thậm chí, dù chưa đăng quang, nhưng bà mẹ một con cũng đã cúi đầu cảm ơn khán giả, ban tổ chức và các thí sinh. Đặc biệt nhất là dù có sự can thiệp của MC, cô vẫn hồn nhiên nói tiếp. Theo đó, khi nhận được câu hỏi, em sẽ làm gì để em đẹp hơn nếu có sự lựa chọn? Không trả lời câu hỏi ngay mà Phi Thanh Vân gọi giám khảo đặt ra câu hỏi cho cô là anh đẹp trai. Sau đó, Phi Thanh Vân gửi lời chào tất cả mọi người, cũng như gửi lời cảm ơn trước khi trả lời câu hỏi chính thức. Nhưng chỉ màn chào hỏi của cô đã kéo dài tới 2 phút. Phần thi ứng xử của Phi Thanh Vân kéo dài hơn 5 phút. Phi Thanh Vân tiếp tục tâm sự. Từ nhỏ em ước mơ trở thành công chúa, nhưng lớn lên em cảm thấy mình không hoàn hảo và em đã nhờ tới thẩm mỹ để mình xinh đẹp hơn. Vì có sự lựa chọn khi quyết định tham gia cuộc thi này, em đã mạnh dạn làm đại phẫu thuật để có 3 vòng chuẩn châu Á và thân hình đồng hồ cát. Cuối cùng, cụ người mẫu vẫn đã thuyết phục được ban giám khảo và giành ngôi vị Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt 2017. Phi Thanh Vân, hành trình từ cô gái xấu xí lên ngôi Hoa hậu. Trước khi đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt tại Mỹ, Phi Thanh Vân từng bị kỳ thị vì ngoại hình xấu xí. Phi Thanh Vân sinh năm 1982, thuở nhỏ cô gầy gò đen nhẽm. Phi Thanh Vân thừa nhận cô từng sở hữu nụ cười hở lợi, răng bị khập khiễng và mắt một mí.
Phi Thanh Vân kể rằng chính vì ngoại hình xấu xí, cô từng bị bạn bè kỳ thị, đồng nghiệp chèn ép lúc mới vào nghề. Với khát khao đổi đời, Phi Thanh Vân quyết định giao kéo, cô thực hiện ca phẫu thuật ngực đầu tiên nhờ mẹ cho tiền. Sau lần giao kéo này, Phi Thanh Vân thực hiện các ca phẫu thuật sau bằng số tiền cô tự dành dụm. Ngoài làm ngực, Phi Thanh Vân còn nâng mũi chỉnh răng, cô cũng nhuộm da để có được làn da nâu bóng. Năm 2008, Phi Thanh Vân gây chú ý bởi làn da nâu cùng vòng một quyến rũ và phong cách thời trang hở bạo. Năm 2013, Phi Thanh Vân lột xác khi thay đổi màu da từ nâu bóng sang trắng nõn cùng phong cách thời trang xì tin. Tháng 5 2015, nữ diễn viên phim Cô Gái Xấu Xí sửa mũi bị biến dạng. Sau lần giao kéo này, gương mặt của Phi Thanh Vân trở nên hài hòa hơn trước. Tháng 7 2017, Phi Thanh Vân đập đi xây lại vì chưa hài lòng với diện mạo hiện tại. Cô nàng nâng ngực, cấy mỡ mông, hút mỡ bụng, hút mỡ đùi. Sau ca phẫu thuật thẩm mỹ, nữ hoàng giao kéo Phi Thanh Vân sở hữu số đo vòng 1 và vòng 3 lần lượt là 93 và 104. Với diện mạo mới, Phi Thanh Vân tự tin tham gia cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt tại Mỹ. Nữ diễn viên sinh năm 1982 cũng chuẩn bị khá kỹ lưỡng về trang phục cho cuộc thi nhan sắc này. Trải qua các phần thi, Phi Thanh Vân đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Người Việt tại Mỹ. Từng bị kỳ thị vì xấu xí, Phi Thanh Vân đã lên ngôi Hoa hậu. Hiện tại cô là bà mẹ đơn thân, có sự nghiệp kinh doanh khá thành công. Trương Quỳnh Anh vướng tin đồn tình cảm với Bình Minh, tìm được giải nổi oan sau 7 năm. Cũng nhờ ồn ào này, nhiều người nhận ra trong cuộc hôn nhân của Tim Trương Quỳnh Anh, ai là người muốn buông và ai là người muốn giữ. Khi tin đồn Trương Quỳnh Anh và Tim đã ly hôn thật sự hay chỉ là chiêu trò vẫn chưa có lời giải, thì một ồn ào mới xảy ra khiến nhiều người hoang mang. Đó là việc Trương Quỳnh Anh bị nghi có tình cảm trên mức bạn bè với Bình Minh. Cũng nhờ ồn ào của vợ mà Tim được giải nổi oan 7 năm qua và giúp công chúng có cái nhìn nhiều chiều hơn về cuộc hôn nhân giữa nam ca sĩ với Trương Quỳnh Anh. Trước đây, Tim bị cợp mắt là người vô tâm, ham vui và thậm chí là đào hoa khi vướng scandal vượt rào với Minh Hằng và nghi án tình cảm với Marianne Nguyễn. Tuy sau đó cả Marianne Nguyễn và Tim đều phủ nhận, nhưng tiếng xấu vẫn đeo bám anh cho đến tận bây giờ. Riêng Trương Quỳnh Anh trong mắt mọi người là một người phụ nữ bao dung, bất chấp sự phản đối của gia đình để yêu Tim. Sau ồn ào tình cảm của Trương Quỳnh Anh, chưa biết thật giả thế nào, nhưng nhiều người đã có cái nhìn khác về Tim và chợt nhận ra rằng hóa ra bấy lâu nay đã nghỉ oan cho nam ca sĩ. Minh chứng là khi Trương Quỳnh Anh mang bầu, Tim đã dám chịu trách nhiệm, anh cũng quyết định gắn kết lâu dài với Trương Quỳnh Anh khi âm thầm đăng ký kết hôn. Tim cũng không ngại xuất hiện tại sự kiện cùng Trương Quỳnh Anh, dành cho vợ màn cầu hôn ngọt ngào như trong phim và những lời có cánh. Còn nhớ khi Trương Quỳnh Anh ôm con bỏ đi, Tim đã hối hận và bi lụy đến nhường nào. Sau tất cả những gì Tim đã làm có thể kết luận, chỉ có thể là yêu thôi. Trong một chương trình, Tim đã thẳng thắn chia sẻ, trước giờ em vẫn nghi ngờ tình cảm của Quỳnh Anh. Lâu nay em cứ nghĩ mấu chốt là ba mẹ Quỳnh Anh, nhưng không phải. Trong 7 năm qua, anh không ngừng tìm mọi cách để gọi điện thuyết phục ba mẹ Quỳnh Anh chấp nhận mình. Nhưng chính Quỳnh Anh lại không thật sự biết mình muốn gì. Tim từng hé lộ chuyện Trương Quỳnh Anh say nắng bạn diễn vào năm 2014. Khi đó, Tim đã phát hiện ra mối quan hệ bất thường này qua những dòng tin nhắn giữa vợ và người kia. Nhưng thay vì nổi cơn ghen, Tim đã nhẹ nhàng khuyên nhủ Quỳnh Anh dừng lại vì người kia không xứng đáng. Anh cũng nói chuyện trực tiếp với người đàn ông kia, nhắc họ là cả hai đều có gia đình thì nên biết giữ gìn. Nhờ cách ứng xử khôn khéo của Tim mà mọi việc đã dừng lại trong êm đẹp. Ngay cả bây giờ, khi loạt ảnh thân mật của Trương Quỳnh Anh và Bình Minh bị rò rỉ, Tim vẫn im lặng đưa đón con. Đây có lẽ là cách Tim bảo vệ Trương Quỳnh Anh trước ồn ào. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy rằng trong 7 năm qua, Tim mới chính là người luôn muốn níu giữ mối quan hệ. Nhờ ồn ào của Trương Quỳnh Anh mà Tim không chỉ gột rửa được tiếng xấu, mà còn nhận được nhiều ý kiến đồng cảm từ công chúng.